Hay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official Kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người Thì trong video ngày hôm nay Kênh sẽ trao đổi với mọi người một số điểm mới Trong trả lương hưu từ tháng 5 năm 2024 Người nghỉ hưu cần lưu ý Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay Cũng như là bổ ích Thì hãy để lại cho kênh một like Cũng như là một đăng ký kênh Để ủng hộ cho mình nhé Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay Thì theo Bảo hiểm xã Việt Nam dự kiến trong tháng 5 năm 2024 tới đây sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại năm tỉnh, thành phố bao gồm Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Thông tin được Bảo hiểm xã so hội Việt Nam cho biết về kết quả triển khai đề án số 06 vào tháng 4 năm 2024. Trong đó liên quan đến việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt. Đến đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị tăng khoảng 3% so với năm 2022. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Bảo hiểm xã Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành vi trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, nhằm vận động tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng. Dự kiến trong tháng 5 năm 2024 tới đây sẽ triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định, tỉnh Điện Biên, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sóc Trăng trước khi nhân rộng trong phạm vi toàn quốc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng atm là chính sách của nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội theo bảo hiểm xã hội việt nam hiện nay đơn vị này đang phối hợp với bưu điện việt nam đang triển khai thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hai hình thức là qua tài khoản ngân hàng atm và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả tuy nhiên để đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ATM. Việc nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản có nhiều lợi ích. Khi người hưởng có thể nhận các chế độ này mọi lúc, mọi nơi qua ATM trên phạm vi toàn quốc, hạn chế rủi ro mất mát, thất lạc tiền mặt. Đồng thời tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người hưởng ngay không phụ thuộc nhiều vào lịch chi trả. Bên cạnh đó, hiện nhiều đơn vị cũng có chính sách miễn phí, mở thẻ và phí giao dịch rút tiền mặt tại ATM, giúp tiết kiệm chi phí cho người thụ hưởng. Việc nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản còn giúp người nhận dễ dàng quản lý, tra cứu lịch sử giao dịch, số dư tài khoản qua SMS Banking hoặc Internet Banking. Ngoài ra, cùng với việc có tài khoản, người hưởng có thể thực hiện các giao dịch khác như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, vân vân, với thao tác đơn giản và thuận tiện. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID, ứng dụng định danh điện tử. Hiện nay, đơn vị này đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID. Tính đến nay, đã có hơn 16,7 triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công để tích hợp lên ứng dụng VNAD. Hơn 8,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNID để đăng nhập ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người điểm mới trong trả lương hưu từ tháng 5 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.